Chào mọi người đến với vlog tiếp theo của ba anh em mình. Thì hôm nay... Ủa? Sao tự nhiên ở giữa sân ai để cây dù vô duyên vậy? Ta? Ê, mày lăn cây dù qua chỗ khác đi. Ok. Ê, ra chỗ khác chơi, để tôi. Được không? Cái này tôi lo được. Rồi, ok. Mạnh lên chí ơi. Gà lăn quá. Không nói. Ây da, làm mất thời gian mấy anh em tao quá đi. Trời ơi. Lăn cây dù qua chỗ khác đi bà tàu bếp. Ok. Đây, à, dân tập game mà. Quá dữ rồi. Dù có chút xíu mà mệt thở không nổi luôn. Sao mà giờ mày yếu như vậy? Chứ từ hồi đi quay phim với mày tới giờ có thời gian đâu tập game, bởi vì yếu xìu luôn rồi đây nè. Ủa, không tập game thường là nó yếu vậy đó hả? Đúng rồi. Mày nói mày để ý nghe, sao giận chuột mày nhỏ dữ vậy bà đồ bếp? Trời ơi, con chuột gì mà nó nhỏ? Hả? Con chuột của tôi ai có cái gì tại? Dạ, nói chứ không phải nổ nghe. Cái lúc trước á, con chuột hai anh em tôi nó bự bằng cái bắp đùi ông vậy đó chứ. Còn cái ngực bự bằng cái mặt ông vậy nè. Tính ra hồi xưa hai ông như lực sĩ vậy. Đúng. Mà bây giờ thành lực cót luôn mày. Ủa, lực cót là cái gì mày? Lực cót là lọt à... Mà thôi, tự hiểu đi. Tự hiểu đi. Ê chứ, mày xí nhục hai anh em tao quá nha. Không, ý tôi là lăn xe không lên á. Mày đang lăn mạ hai anh em tao đó. Thôi, tính ra cũng lâu rồi không có đi tập gym. Nhắc tới game nó ngứa cờ quá mày. Chiều nay tao với mày đi tập. Ok luôn. Chừng nào đi tập, rủ tôi theo chứ. Tôi cũng muốn tập game nữa. Cho chuột nó bự lên ha. Ra đừng, không sao không nào hết á. Cái thằng Chí này á, người ta tập game là để nâng cao sức khỏe, cải thiện hình thể, mặc đồ cho nó đẹp, tự tin trước đám đông. Còn mày tính tập game để làm giang hồ hay gì? Cũng nhiều người có suy nghĩ giống như ông vậy đó. Cho nên hình ảnh dân tập game mới xấu đi trong mắt người khác. Tướng của mình vừa lùn vừa ốm yếu, định đập gym á để cho tướng nó bự lên, ra đường không bị ai hiếp, chứ có muốn làm giang hồ nào đâu. Có ba ghé nó lên hai cục tạ nó xuống mà lao quá. Ủa Vinh, sao giờ chổng lấy tạ ra tiếp đi, ngồi đó làm gì vậy trời? Trời ơi, mấy cục tạ đơn này chỉ tập được có con chuột thôi, mình dân tập gym phải phát triển toàn bộ cơ bắp. Đúng rồi, tập hết nó mới đồng đều được chứ ơi. Bây giờ mày muốn tập cái gì nói đi, hai anh em tao chỉ cho. Nói đi. Bây giờ tôi muốn tập làm sao á, mà trời vú nó bự như ông như nè, tôi mới chịu. Bởi gì nữa không? Ê, mà mẹ tôi cũng có nói á, con trai á thì phải lưng dày vai rộng. Bởi vậy tôi muốn tập lưng với vai bự lên tôi mới chịu. Đủ thứ hết trơn ha, rồi. Cho nên là mình mới đi kiếm mấy cây sắt này. Bây giờ tôi sẽ lên bản thiết kế cho cái ghế đẩy ngực, rồi hai anh em nhìn theo đó mà làm theo nha. Ok, okay rồi đi Chí ơi. Ba anh em mình đã làm xong cái máy đẩy ngực rồi này các bạn ơi. Rồi, để cái miếng này lên cái rồi review cái ghế. Cái đồ di động là nó vậy đó các bạn ơi. Để lên vậy mới chơi được hả? Đây, tao chỉ cho các bạn nè. Cái này là cái chỗ để cái tạ đòn lên nè. Đúng rồi, để tạ nó đi chứ. Rồi, nằm lên đây là đẩy bình thường được. Đúng rồi, cái ghế này có thể tháo ra gắn vô nha các bạn. Rồi, cái cây tạ đòn này là 10kg. Đó. Em không? Ê, bà đầu bếp, cái lúc mà còn tập gym mày đẩy tạ nặng nhất là mấy ký vậy? Hồi đó mỗi bên là 30kg, cái đòn 20kg nữa, tổng cộng là 80kg. Mạnh đó nghe mày. Đúng rồi. Rồi bây giờ nhắm mà... Còn... Nói ra thiệt là đau lòng. Còn chắc chừng 40kg vậy. Thôi kệ gì, đủ mạnh rồi mày. 40kg là khiêng được. Gắn mỗi bên 10kg đi chứ. Ừ. Thử coi. Một cái miếng tạ như thế này là 5kg nha mọi người. Gắn thêm miếng nữa đi. Được rồi, được rồi. Đó, 10kg, 10kg là 20. Cây này 10 nữa là 30. Vô mày. Anh còn khỏe không nha? Ừ. Chí khỏi đỡ cho nó đi. Trời nhẹ hiều. Nhẹ hiều mà. 1, 2. Rồi. Trời ơi, nhẹ quá. À, 2. Để tao còn nói chuyện được luôn. 3 nè, cười được luôn. Quá nhẹ quá. Rồi, để anh đi. Có muốn thêm tạ không mày? Không. Lên thêm tạ. Còn bao nhiêu tạ gắn vô hết cho nó luôn. Trời ơi. Nè, hai cái cục nhỏ nữa đó kìa. Gắn vô luôn đi. Ừ. Gắn cho tao luôn nè. Cục nhỏ này là 2kg nha các bạn. Vậy tổng cộng hiện tại mỗi bên là 17kg. Với 17kg là 34. Cây này 10 nữa là 44kg. Rồi đẩy đi. Anh Tùng vậy. Ừ. Trời ơi vẫn còn nhẹ hiều. Cười được không? Cười được luôn rồi. Rồi này còn mạnh quá ta. Mấy rồi 4 rồi luôn à. 5 tập tới 10 luôn. 6. Rồi đẩy lên đi. Được rồi. Ê, mày quay phim tao vô tập thứ coi. Okay, sao thấy rồi, mày tập nhẹ với mày. Cầm đi. Vô đi. Rồi
Tính ra nó mạnh dữ tợi. Tập tạ lâu năm rồi. Tới Vinh rồi. Nó không. 1, 2 lên. Trời ơi, ủa sao nhẹ dữ vậy? Nhẹ hiều. 1, 2 đếm chi. 3, 4, 5, 6, 7 này đẩy biết chưa? 8, 9 nhẹ hiểu à? Thôi để lên, để lên đi, để lên cho anh Chí nữa nè. Okay, giờ tới kìa, nó ham kìa, nó ham quá trời. Trời ơi, anh ghê với đại ca. Thấy nó tập nhẹ quá, tôi vô thử mày. Rồi vô. Tại ra tiếp Chí luôn. Gõ tại ra đi. Gõ tại không? Không. Thôi 40 thôi. 40 hả? Rút ra mỗi bên 2 kg. Gì gõ ra? Rồi. Giỡ chứ ơi. Giỡ ra. Giỡ, nói ra. Cầm hai bên đây là nó. Rồi xuống chứ. Rồi nói không, nói không. Xuống. Rồi, lên chứ ơi. Lên. Lên đi. Thôi nổi rồi. Thôi không nổi. Lên. Ôi, nặng quá cứu. Trời ơi, vậy mà ham, đẩy cho nặng. Thằng ô trời ơi. Rút kinh nghiệm nha đại ca. Đừng có tái diễn quá. Cố quá thành quá cố nghe ông bồ. Rồi, đây là cái bài tập ngực. Tiếp theo là cái bài tập vai. Hồi nãy tình cờ mình đã thấy được cái cây kiếm này. Ủa, cây thanh giá vậy? Đúng. Cây tập vai đó đại ca. Cây kiếm này mình gắn tạ ở đây. Tiếp theo đẩy lên là nó ra bài tập vai. Wow. Hai anh em rút giùm tôi hai cục tạ 5kg đi. Ok. Rồi gắn vô đó luôn. Gắn vô trong này đi. Đây này. Rồi, dẫn đi, dẫn đi ta gắn cho. Rồi, 1. Rồi, cầm đó, đó. Rồi. Rồi. Tiếp theo cầm hai bên này. Cái bài này là tập lưng xô. Lưng xô hả? Là nó bự chỗ nào? Bự cho cái lưng chứ chỗ nào? Để coi coi. Mở ra coi. Đó, cái lưng đó. Thôi, thấy chưa? Thôi, có kệ nó bự đó. Trời ơi. Đó, hay sao? Chấp bắt thầy tập điên rồi các bạn ơi. Kiểu này hả, cơ mình bự lên mới hồi. Rồi, vô tập đi. Bây giờ mấy anh em mình sẽ tập ngực và tập xô trước nha. Ok. Mấy anh em mệt chưa? Mệt chưa chứ? Mệt. Mệt rồi để tạ xuống đi. Trời ơi, ông tập lưng mà cái chân ông rung thấy ớn thiệt chứ. Còn mày sao? Mệt rồi, giờ muốn ăn gì không? Muốn ăn gì không? Ê, lâu lâu tập gym một lần, giờ mình ăn cua biển đi. Cua biển hả? Đúng rồi, mình tập gym là mình phải ăn vô chứ. Đúng rồi các bạn, đó là lý do làm sao mà những người tập gym họ thường dễ lên ký lắm. Cơ thể mình nó sẽ tăng quá trình trao đổi chất lên, làm cho mình dễ hấp thụ chất dinh dưỡng. Chứ có cái lưu ý dành trí với các bạn luôn nè. Trước khi tập á, mình phải ăn nhẹ một cái gì đó trước 1 tiếng hoặc 2 tiếng đồng hồ. Đúng rồi. Thôi mình đâu có sức đâu mình tập. Rồi bây giờ Chí thèm cua biển thì chạy lên chợ đi mua luôn nha. Mua 3 con thôi. Rồi okay, đi đi bầu. Chí nó đi chợ mà nó ở trần. Nó bỏ cái áo ở nhà luôn rồi nè. 20 minutes later. Hồi nãy đi chợ quên mặc áo. Mấy anh trẻ trâu thấy cơ bự nhìn quá trời. Thôi vô. Ý à. 3 phút nữa là có cua biển rồi. A few moments later. Đây hai anh em mỗi người một cái tấm thớt nha. Ăn lẹ đi ơi. Mưa bây giờ kìa, ăn lẹ đi. Lấy con cua ra coi. Lấy cua ra. Trâu. Chín rồi, lấy ra đi. Rồi. Ăn lẹ đi mưa. Mỗi người một con nha. Đây nè. Bỏ ra. Con của mình. Tiếp theo. Con ta con đâu? Con của mày nè. Đây. Tới. Trời ơi. Cái càng cua luôn rồi. Càng càng lên đi. Thôi để ra đi hồi rửa. Rồi, con chế nữa nè. Đây. Ủa, tuyệt vời. Tập xong rồi là phải ăn nghe bộ. Mình có cái mẹo cho các bạn. Khi mà luộc hải sản như cua ghẹ mà bạn muốn cái càng nó không có rụng ra, là bạn phải lật cái yếm cua lên giết cho nó chết trước khi luộc. Ủa mày biết vậy sao nãy mày không làm? Thấy tội quá. Sau khi ăn xong 3 con cua, hai anh em thấy sao? Quá khỏe như luôn. Trâu luôn nè. Bây giờ tao muốn tập liền luôn nha. Mày tập nhiều ký mà quắn cổ tay kỹ dữ vậy? Lần này tao quyết định chơi hết tạ luôn. Rồi, Chí, xách cục 5kg này gắn lên cục tạ luôn Chí ơi. Khi tập nặng á, các bạn quấn cổ tay vô cho nó an toàn nha. Giống như mình cũng đang quấn cổ tay nè các bạn. Gắn vô. Đấy. Đây tạ luôn. 5kg, bên đây 17kg là 22kg. 22 x 2 là 44, với cây này 10kg nữa là 54kg. Nặng hơn cái bao xi măng nha. Rồi. Cẩn thận nha mày. 1, 2, anh em đếm đi. Vô. 1, 2,
2 3 4 5 6 7 8 Thôi đủ bài rồi ngưng. Rồi buông ra đi. Quá mạnh luôn rồi. Ê mày là bếp. Tao coi trong phim á, theo lý tôi lòng mày không gồng lên chỗ này nè. Bự bành kia luôn. Đúng rồi. Mày có bài tập nào chỉ cho tao với. À bự giống gì đúng không Chí hả? Đúng rồi. Mà ông Lý Tiêu Long á, gồng lên chỗ này nè. Gồng như cánh chim đại bàng vậy đó. Đúng. Còn mày gồng lên như con chim cánh cụt rồi. Đúng rồi đó. Cái chỗ này tao bự gì mà nó nói như con chim cánh cụt. Bây giờ cái chỗ này người ta gọi là cái lưng xô. Mày muốn tập lưng xô bự, tao có một bài chỉ cho mày tập. Mọi người để ý sẽ thấy những bạn tập thể hình đường phố, tức là street workout á, họ thường xuyên tập xà đơn cho nên lưng và xô phát triển rất là mạnh luôn. Cái cây này sao nè? Rồi. Rồi Chí nhảy lên. Rồi Chí nhảy lên đu xà đơn thử đi nè. Ê, hai đứa bay gác cái cây này cao quá sao tao đu tới? Cái cây này gác gì mà cao gì? Để nó trên cái nhánh nè cho nó chịu lực lại. Chẳng qua mày lùn quá nhảy không tới. Lên mạnh đi. Lên. Không phải đu toàn ten như con khỉ nha, mà phải dùng lực kéo lên. Ơ ờ, vậy hả? Ừ. Rồi. Kéo lên coi. Mạnh lên. Một. Tôi đếm cho nè. Lên. Mạnh lên. Hai. Mạnh lên. Mạnh lên. Cái nữa. Trời ơi như khinh công vậy rồi. Giờ thấy không? Tôi nói rồi. Giờ cho các bạn biết cảm nhận sao nè. Không ngờ lúc đu lên với ợt mà gịch lên á. Nó mệt lắm nghe các bạn. Mà đau tay không? Đau tay dữ lắm luôn á. Giờ mới biết mấy người cơ bự á phải khổ luyện dữ lắm các bạn ơi. Khổ luyện mới có cơ bắp bự được chứ Chí. Rồi tới giờ uống nước rồi nè Chí ơi. Vô uống nước nè. Rồi, nghỉ mệt chút đi. Rồi, nghỉ mệt chút đi. Ờ tập mã nhăn nè. Tập game mà làm gì phải đem thùng nước bự như vậy? Chứ làm sao? Lúc ông tập game ông có thấy ra mồ hôi không? Ừ, ra nhiều lắm. Tức là ông mất nước với mất khoáng. Ông phải uống để bù vô. Người bình thường một ngày uống ít nhất là 2 lít nước. Còn dân tập game phải uống ít nhất là 3 tới 4 lít nước một ngày nha các bạn. À, đó, rồi, uống nước đi. Rồi, há họng ra nè. À. Đã chưa? Lúc này hai anh em đói chưa? Nếu đói thì đi ra chợ mua đồ ăn về nạp vô cơ thể chiều tập tiếp. Hồi nãy anh Chí mua cua rồi phải không? Bây giờ tới mình đi mua hải sản về chiều nấu ăn nha các bạn. Các bạn lưu ý nha, mình mới tập gym xong là trong vòng 1 tiếng đồng hồ mình phải nạp dinh dưỡng nhiều vô. Đặc biệt là protein, hải sản có rất là nhiều. Ê, mực rất ngon nha các bạn. Trời ơi, nó ngon nè. Đây, mỗi người sẽ 2 con mực nha. Ê Vinh, mỗi lần tập gym xong phải ăn nhiều dữ vậy đó hả? Đúng rồi, tập xong á là cơ bắp của mình nó bị phá hủy, nó tổn thương thì mình phải ăn nhiều chất dinh dưỡng vô thì cơ mình mới to lên được. Ngày qua ngày thì cơ thể mình nó mới cải thiện được chứ. À. Ngoài ra mình còn phải nghỉ ngơi hợp lý, ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, một ngày uống ít nhất phải 3-4 lít nước vô. 1, 2, 3 vô. 100% nha. Ủa? Mày đang cầm cái gì vậy Chí? Đang uống bia. Nãy giờ tập mệt quá rồi, phải nhậu cho xả chết chứ. Được đâu Chí ơi, mày tập tạ mà sao mà uống bia cho được. Ủa, tại sao? Để tao giải thích cho nghe. Ở trong bia uống vô sẽ tăng cái hàm lượng hormone estrogen mày lên. Nó phá hủy cơ bắp của mình. Mai mốt mày tập hoài nó vậy hoài nó không lên được. Chứ để ý hôm bữa nhớ Ronaldo đi lên lấy mấy nước ngọt có ga cất à. Lấy đúng nước rồi. Suối uống không? Ừ đúng rồi đúng tại rồi. Tại vì trong những loại nước ngọt và bia nó có chất ga vậy, nó có chất cồn, nó làm cho cơ mình yếu đi. Với lại trong này nó nhiều calo dữ lắm nè. Uống vô là nó tăng mỡ không à nha. Ừ. Được. Thấy mấy ông nhậu bụng chà bá không? Không uống, không uống, không sửa đi. Rồi. Rồi cũng đại đi. Chia. Rồi vô nè. Chia miếng nè. Chia miếng nè. Đi. Ok, mai mốt không nhậu, không uống nước ngọt luôn. Vô. Một, hai, ba, vô. Uống nghe các bạn. Rồi ăn cơm nữa các bạn ơi, nó bụng quá rồi. Đổi lắm tập trời. Nãy giờ mệt muốn chết. Nè của anh Chí nè. Rồi. Lấy cái gác của anh Vinh. Tạnh mưa rồi đó, ra tập tiếp đi. Thời tiết hôm gài kỳ lắm, muốn mưa mưa, muốn nắng nắng là thất thường vậy đó. Ê, chiều nay mình tập bài gì nữa hả? Chiều nay tập trung vô những bài tập chuột, tập lưng và tập chân. Ê, tôi phải tập chuột nha. Rồi, chỉ làm gì vậy? Nè, tập chuột hả? À,
Trời ơi, tập về không có đúng rồi chị ơi. Chị nó lại đi. Ta tập chuột á là phải cố định cái tay ở ngoài trước, sau đó sử dụng cái phần chuột để mà kéo tạ lên. Nhìn đây nè, đó, thấy con chuột nó hoạt động chưa? À, giữ nguyên cái phần đó. Chứ ai đâu hắc hắc vậy? Hắc vậy có ra đâu có. Đúng không? Đưa lên thở ra. Đưa xuống hết chưa? Đưa lên thở ra. Nè. Ok chưa? Nếu ông chê tạ đơn á, mình sẽ tập tạ đòn. Cái cây tạ đòn này cực kỳ quan trọng cho những người tập gym. Cái này là đa năng đó. Cái cây tạ đòn này có thể giúp bạn đẩy ngực được nè, thậm chí tập xô lưng. Đó, bài này là lưng xô nè. Để cho cái xô mình nó rộng ra như Lý Tiểu Long vậy đó chứ. Xong, mình có thể tập chuột. Đây. Như vậy. Đó, đủ bài hết. Trời chuột đã quá. Tiếp theo mình có thể tập vai. Đây, tập vai. Ồ, đúng là đa năng thiệt. Tập hết tất cả cái nhóm cơ được không đó? Để ý cái cách hít thở của tôi nha. Tiếp theo, mình có thể tập chân. Chân rộng bằng vai. Đó, thẳng lưng nha. Không có được cong lưng. Bài này cong lưng là mai mốt hư xương sống nha chị. Ê, thấy mấy bạn nữ phải tập bài này lắm nè. Đúng rồi. Ra. Bài này phát triển vòng 3 nha. Đưa xuống hết vô. Đứng là thở ra. Ê, tới tôi đi. Vô. Rồi, tới chế nè. Đây. Chân trước nha. Rồi, thử ơi. Hạ xuống, rồi đẩy mông ra. Đứng thẳng lên. Rồi. Rồi, hít thở xuống nè. Lên thở ra. Xuống. Lên thở ra. Rồi đủ 45 phút rồi chị ơi. Nghỉ giải lao thôi. Mới tập chút xíu mà con chuột nó bự cơ kìa. Chị xuống đây. Hình như tới giờ ăn rồi đúng không? Ủa sao biết hay sao vậy? Biết hay vậy? Để ý hai là người mỗi lần tập là phải ăn đúng không? Đúng rồi. Bạn này thông minh thiệt. Ủa mà chiều nay tính ăn gì bồ? Tôi dễ nuôi lắm. Cỡ như tôm hùm nè, cô rồi, biển, ca này kia nọ. Miễn có người bao là tôi ăn được à. Mua mấy con tôm sú á, xong rồi đem về đây nướng ăn. 20 minutes later. Review cái phòng gym ban đêm ngoài trời của ba anh em mình ngày hôm nay cho bạn xem nha. Đó, tối rồi muốn tập gym mở đèn lên tập thôi, rất đơn giản thấy không. Đầy đủ dụng cụ hết, tạ cũng chưa có dẹp luôn đây nè. Đây, ăn uống. Đó, hai đại ca này đang làm cái món gì trên này đây nè. Đang nướng ốc nướng nha. Nhìn rồi chung á, tập gym này là ăn dữ lắm nha các bạn. Đây, cha. Đó, cơm nào con lấy bằng chi. Thèm nha. Tính ra bữa nay tập là ăn là tập đã chứ trời. Tập gym ngoài cái việc cố gắng tập luyện ra, các bạn còn phải chú ý tới cái chuyện ăn uống nữa, vậy mới có thành quả được. Qua cái vlog tập gym này thì mình muốn gửi đến các bạn một cái thông điệp: no pain no gain, tức là mình muốn có được cái gì đó thì mình phải bỏ công sức cố gắng ra để mà đạt được. Cái thứ hai, các bạn thấy tập gym thật sự rất vất vả đúng không, và mình phải dành rất là nhiều thời gian cho cái chuyện ăn uống. Cho nên mình đi đó ngoài đường, mình thấy một chị nào đó có body đẹp quá, hoặc một anh nào đó có cái con chuột bự đâu bằng cái đầu mình vậy nè, thật sự rất ngưỡng mộ họ luôn các bạn ơi. Họ phải tốn công sức bao nhiêu để mà đạt được cái thành tựu như vậy. Đấy. Và qua video này, các bạn cũng sẽ có thêm rất là nhiều kiến thức về tập gym nè, dinh dưỡng như thế nào, một ngày uống bao nhiêu lít nước, những bài tập cơ bản đó ra sao. Thì hy vọng mọi người sẽ yêu thích clip này và đừng quên đăng ký kênh, bấm like và bấm chuông để ủng hộ ba anh em mình nha. Bây giờ thì hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Bye bye. Khiếu của thầy. Wow. Thì chút xíu nữa mình giá tiền học đàn rồi. Tiếp theo là tới trò chí. Em đã ngồi đi đợi thầy tự chiêu. Em hát bài gì nè? Dạ, bây giờ em hát giọng cổ nha thầy. Thầy đàn cho em đi. Giọng cổ thầy không biết đệm. Em hát luôn đi, thầy ngồi kiểm tra năng xíu thôi. Dạ, ok. Anh chỉ từ nay anh sẽ không còn sợ cô. Đừng. Ủa? Mới hát có con câu đi đâu hết trơn trời.
Thầy, rồi thầy cứ dạy piano lắm cho em vậy.